Tôi có một thời gian làm việc rất là lâu với ông Phát Huy Đồ, về mặt chuyên môn thì rất là giỏi và đặc biệt là khai thác cái tiềm năng của cầu thủ Việt Nam rất là rõ. Thế hệ vàng như là Hồng Sơn rồi Quỳnh Đức coi như là được nâng cấp lên rất là rõ ràng. Năm 2005 thì tôi bị dính vào một cái vụ là cho tiền trọng tài. Tôi không nghĩ ông đến, nhưng mà sáng hôm sau thì khi mà tôi đến tòa thì ông bước vào. Cái đó mình thấy mình cũng muốn ứa nước mắt. Thì ông có một cái câu nói rất là hay, đó là Việt Nam là xây nhà, bóng đá Việt Nam là xây nhà từ nóc. Mỗi một huấn luyện viên mình phải học một cách. Ông Calisto thì truyền lửa tốt hơn, hay ông Can Hai Găng truyền lửa tốt hơn, ông hoặc là ông Bắc Hang Sô gần gũi truyền lửa. Mỗi một người có một cái cách. Nhưng mà ông Phát Huy Đồ mà nếu mà nói là ông chỉ là một người về nhì rồi một cái người bảo thủ là rất là sai hết. Ông Phát Huy Đồ đã đóng góp rất nhiều cho bóng đá Việt Nam. Phải có một cái vinh danh ông Phát Huy Đồ. Tôi có một thời gian làm việc rất là lâu với ông Phát Huy Đồ. Bắt đầu là từ năm 1998 cho đến năm 2000, đó là cái chu kỳ cái thời gian đầu tiên mà ông Phát Huy Đồ làm tại Việt Nam. Sau đó thì bắt đầu tôi làm lại với ông từ 2003 đến qua năm 2004. Phải nhìn nhận rằng là thứ nhất á, thì ông Phát Huy Đồ là ảnh hưởng về cái công tác huấn luyện của tôi rất nhiều, vì tôi cũng học từ ông rất là nhiều. Đây là một huấn luyện viên mà tôi cho rằng là cũng đem đến rất nhiều thành công và cũng khai thác và mở ra rất nhiều các cái về lĩnh vực chuyên về bóng đá và nâng tầm bóng đá của Việt Nam ở khu vực Đông Nam Á. Và thậm chí là có những lúc là tiếp cận với bóng đá châu Á. Ví dụ như là cái trận đấu mà tôi nhớ rất rõ là năm 2003 đó, khi mà chúng tôi đá cái vòng loại Asian Cup thì Liên đoàn bóng đá Việt Nam chọn cái đội U23 chuẩn bị cho SEA Games 2003. Là lúc đó cái thời văn đó là Văn Quyến nè, Hữu Thắng nè, Tuấn Phong nè, Huy Hoàng nè, Vũ Như Thành nè, là những cái cầu thủ này lại được đại diện cho đội tuyển Việt Nam luôn. Thì chúng tôi năm đó dưới cái sự dẫn dắt của Phát Huy Đồ thì chúng tôi thắng đội tuyển Hàn Quốc 1-0 tại Oman vòng loại. Và chúng ta nhớ rõ rằng là lúc có thành phần của đội tuyển Hàn Quốc là ông Ko Eh-ho là một trong những người Bồ Đào Nha rất là giỏi. Rồi thành phần của họ là đến 9-10 cầu thủ, tôi nhớ rõ là 9-10 cầu thủ là đứng hàng tư thế giới. Và chúng ta thấy là khi mà ông quay trở lại lần thứ 3 đó, năm 2007 thì ông đưa đội tuyển chúng ta lần đầu tiên vào tứ kết vòng chung kết cúp châu Á. Thì điều đó có nghĩa rằng là ông và chưa có một huấn luyện viên nào mà làm đến 3 lần mà trở làm 3 giai đoạn và được tái ký hợp đồng lần đầu tiên từ năm 98 rồi sau đó 2003 rồi sau đó là 2007. Thì tôi cho rằng là với những cái đóng góp đó thì ông Phát Huy Đồ đã đóng góp rất nhiều cho bóng đá Việt Nam. Ông thì là một người thầy rồi, về mặt chuyên môn thì rất là giỏi, vì mỗi một huấn luyện viên có một cái khía cạnh giỏi khác nhau, nhưng mà đối với ông Phát Huy Đồ đây là một cái người làm rất là tỉ mỉ và chương trình kế hoạch và giáo án và đặc biệt là khai thác cái tiềm năng của cầu thủ Việt Nam rất là rõ. Và chính cái điều đó là nó như cái thời kỳ mà chúng ta thấy là sau thời kỳ của ông Colin Murphy và ông Quay Găng thì cái lứa thế hệ vàng như là Hồng Sơn rồi Quỳnh Đức rồi vân vân thì những cái thế hệ đó được coi như là được nâng cấp lên rất là rõ ràng, trình độ của họ, các em nó lên rõ ràng. Mặt khác về mặt tình cảm, đây là một cái huấn luyện viên mà tôi cho rằng là có cái tấm lòng rất là tốt, rất là bao dung. Ví dụ như là ông là thường xuyên là dùng cái chích cái phần lương của mình đó, đi mua những cái vật dụng mà đi thăm những cái mua vật dụng, ví dụ ở xung quanh Nhổn thì ông hỏi tôi là ở dòng Nhổn này có những cái trường học nào, người dân nào khó khăn thì ông kết hợp, ông hợp và đưa tiền ra để mà mua, để mà tặng. Và tôi nhớ rất rõ là tôi, cái cuộc đời bóng đá của tôi nó cũng có những cái thăng trầm. Năm 2005 thì tôi bị dính vào một cái vụ là cho tiền trọng tài. Thì khi mà trước cái ngày đó thì ông biết là tôi chuẩn bị ra tòa, thì ông tối ngày đó tôi ở Hà Nội thì ông mời tôi đi ăn rồi động viên, rồi ông mới nói với tôi là phiên tòa tổ chức mấy giờ. Thì tôi cứ nghĩ tôi cũng chỉ nói là phiên tòa tổ chức 8 giờ thì người ta bắt đầu vậy thôi. Ông tìm hiểu mà tôi không nghĩ ông đến, nhưng mà sáng hôm sau thì khi mà tôi đến tòa thì ông bước vào. Và ông hỏi là tôi có tham dự được phiên tòa hay không. Thì tôi nói là ông không nên, vì người nước ngoài thì chắc là tòa sẽ không cho tham dự. Thì ông ôm tôi và nói rằng là cho đến giờ phút này thì ai cũng có một cái lầm lỡ. Ai cũng phải có, nhưng mà Thành thì phải trở lại bóng đá, vì cậu là có cái năng lực làm bóng đá. Cái đó mình thấy mình cũng muốn ứa nước mắt. Cho đến giờ phút này thì ai cũng có một cái lầm lỡ. Ai cũng phải có, nhưng mà Thành thì phải trở lại bóng đá,
vì cậu là có cái năng lực làm bóng đá, thì cái đó mình thấy mình cũng muốn ứa nước mắt. Rồi sau đó là đến năm 2007, khi tôi đang lúc đó thì tôi không còn làm bóng đá nữa, tại vì mình nghĩ lúc đó mình cũng chán không làm bóng đá nữa, được xem là thất nghiệp, vì tôi làm công ty gia đình thôi. Thì tôi mới apply một cái khóa học bên Mỹ, chuẩn bị đi học. Sau khi xin visa chuẩn bị đi học, thì ông Phái Đế Độ mới tự nhiên có một cái cuộc gọi, thấy số lạ, thì số lạ ở nước ngoài mình cũng không để ý cái code đó đâu. Xong gọi anh Phái đây, thì ông nói chuyện với tôi bây giờ làm cái công việc gì gì. Ông nói giờ đi qua Indo, Thành có muốn qua Indo làm không, lương bên này thì chắc chắn là nó sẽ có những cái lương nó cao hơn ở Việt Nam. Nhưng mà bây giờ mình apply cái khóa học mà, mình nói thôi để tôi đi học đi. Thì nếu mà tôi về mà tôi có điều kiện thì tôi theo ông tôi làm. Thế là những cái điều đó mình cho thấy rằng là khi mình làm với một cái người nước ngoài, mình làm trợ lý cho họ, mà lúc nào họ cũng nghĩ về mình. Thì cái đó là một cái điều mà mình nghĩ rằng là nhiều người ta cứ nói là người nước ngoài, người ta cái tình cảm người ta không có, nhiều cái văn hóa của người nước ngoài rất là bao dung, mà đặc biệt là ông Phát Đế Đồ. Nhìn ông thì ít có gần gũi với cầu thủ như là ông Calisto, hay là sau này tôi nghe ông Park Hang-seo gần gũi. Nhưng mà cái cách của ông Phát Đế Đồ một cách cái kiểu khác. Ông là một con người lịch lãm, một con người mà ăn nói, mình đôi lúc mình nóng giận lên mình cũng không kiểm soát được cái cảm xúc của mình, có thể mình nói những cái từ nó quá dù ra sân bãi, nhưng mà ông là người rất là kiểm soát cái hành động của mình. Từng câu nói, hay là ông ngồi ăn là ông hướng dẫn cầu thủ ăn như thế nào, ví dụ là không được hả miệng vân vân, là chỉ ngồi tư kế, là ông dạy từng liên tí. Một con người lịch lãm, một con người mà tôi cho rằng là có cái ứng xử đối với những người khác rất là tốt và rất là đàn ông. Ít khi nào nói một vấn đề nào đó của một người nào đó mà đằng xa khi người đó không có mặt. Thì thật ra mà nói là khi nghe tin ông qua đời ngày hôm qua, chúng tôi đi thi đấu Bình Dương về, phải nói là tất cả những ai, không phải chỉ tôi, hay là những cầu thủ như là Công Minh hay Hồng Sơn, Quỳnh Đức, hay là rất tiếc là anh Tâm Lan đã mất trước, anh Tâm Lan thì ông cũng thương, hay là Dương Ngọc Hùng, hay là Phan Anh Tú, hay Mai Đức Chung, những người đó từng làm với ông Phát Đế Đồ đều yêu quý ông hết. Thì cái thái độ và cái cách ứng xử và cái chân thành đó là mình chưa nói về mặt chuyên môn. Thì ông có một cái câu nói rất là hay, đó là Việt Nam là xây nhà, bóng đá Việt Nam là xây nhà từ nóc. Thì cái đó nó cũng thức tỉnh cho tất cả những cái cơ quan chức năng, đặc biệt là Liên đoàn bóng đá Việt Nam và những người làm bóng đá, là người ta bắt đầu xây dựng bóng đá. Thì bây giờ chúng ta thấy là có những cái lò đào tạo như JMG Hoàng Anh Gia Lai, rồi PVF, rồi Viettel, rồi vân vân, Hà Nội vân vân, thậm chí cái Thành phố Hồ Chí Minh bây giờ chúng tôi cũng đang xây dựng những cái hệ thống bóng đá trẻ. Thì cái đó nó mới làm cho bóng đá Việt Nam mới có tính bền vững. Thì tôi nghĩ rằng là mỗi một huấn luyện viên có một cái ham, nhưng mà tôi cho rằng là có ba người mà đang đem lại cho bóng đá Việt Nam rất là lớn, đó là thời gian làm lâu nhất, đó là ông Phát Đế Đồ. Ông đến ông, người ta cứ hay nói ông là người về nhì, rồi hay dùng cái từ là bảo thủ. Thì tôi nghĩ là những cái đó là không đúng. Và bóng đá thì cũng có thể là người ta nói trận chung kết là cái trận đấu dễ nhất, anh có thể thắng, anh có thể thua, nhưng mà những cái gì mà ông Phát Đế Đồ đến đây là ông làm có thành tích hết. Và ông xây dựng cho cầu thủ một cái tính, gọi là cái tính kỷ luật trong lối chơi. Cho đến giờ phút này khi làm cho Sài Gòn FC nè, thì tôi cũng học rất nhiều điều, đó là anh đá bóng là phải tuân thủ về đấu pháp. Thì cái ông Phát Đế Đồ ông làm cái điều đó. Mỗi một huấn luyện viên mình phải học một cách. Ông Calisto thì truyền lửa tốt hơn, hay ông Canh Hai Găng truyền lửa tốt hơn, hoặc là ông Park Hang-seo gần gũi truyền lửa. Mỗi một người có một cái cách. Nhưng mà ông Phát Đế Đồ mà nếu mà nói là ông chỉ là một người về nhì rồi một cái người bảo thủ là có là sai hết. Sai hết, đó là những cái cách họ nói họ không tôn trọng. Thì tôi cho rằng là chúng ta cũng phải đáng trân trọng và phải có một cái vinh danh ông Phát Đế Đồ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên like, share và bấm đăng ký kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp trong các video tiếp theo trên kênh Thể thao 360 của Báo Thanh Niên.